Em ơi, dạ. Cắt nhỏ thì mình mới rau củ để anh nấu canh nha. Cắt nhỏ ra hả? Ok, cảm ơn. Ok. Không có cái gì cắt hả? À, đến đi lấy. Cái gì mà nấu canh gì mà củ cà rốt coi nè, không bằng ngay ngón tay út nữa. Ăn thử một củ. Củ này củ gì ta? Ngon lắm nha. Quả nó giòn. Ngon nhưng mà mỏi hàm quá. Cái củ này nó cứng. Cứng quá he. Nhỏ nhỏ mà cứng mọi người nhỉ. Ủa? Nó hết trơn rồi. Anh nhờ em làm gì? Em cắt nhỏ ra để nấu canh. Đó. Có nhỏ rồi đấy. Ừ. Nhưng mà cái này không có nói được. Nhỏ rồi mà.